Ok, hello, xin chào tất cả các anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha Thì à, hôm lần trước mình đã có hướng dẫn anh em Mình có đã nói sơ về cái nguyên lý của cái máy mà Điện di ion, e ion e photoresis gì đấy ha Thì đây là một cái máy dùng để điều trị cái chứng ra mồ hôi tay chân ha Cũng như là ra mồ hôi nách luôn ha anh em Thì à, cái máy này về cái 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 cách làm việc về nguyên lý làm việc đó thì ở video trước mình đã nói rất là rõ rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em về sơ đồ mạch điện để anh em có thể tự lắp ráp cho mình được một cái máy ha thì cái máy này anh em đừng có hỏi mình là Ừ có thương mại không có bán không thì mình xin nói với anh em là mình không có bán ha mình chỉ hướng dẫn cho anh em cách để chế tạo thôi còn bán vuông này nọ thì mình không có làm ha mình chỉ làm để phục vụ cho mục đích cá nhân mình và đồng thời mình chia sẻ cho anh em để anh em có thể tự làm cho bản thân mình một cái ha thì như anh em thấy là ở cái mạch ở cái phiên bản này của mình làm á mình đã gắn thêm một vài cái thứ lằng nhằn để cho nó chạy cho nó mượt hơn hết anh em thì mình cố gắng thêm một cái đồng hồ để hiển thị điện áp nè rồi mình có làm thêm vài cái cái cần gạt điều chỉnh ha thì để bây giờ mình để cho anh em xem nè đầu tiên cần gạt đầu tiên này nè mình làm để mình xem cái mức điện áp mà mình cài đặt đó mình hiện tại là mình đang cài là 33,2V ha mình đang sử dụng để điều trị cái cái bàn tay của mình đó mà mình sử dụng 33,2V, mình công tắc này công tắc gạt hai chiều ha, có có nấc giữa ha, sáu chân, thì đây mình gạt lên là để hiển thị cái điện áp hiện tại của cái mạch mà cái mạch nâng áp này ra nè, rồi bắt đầu là khi mình muốn sử dụng á, thì mình sẽ bắt đầu mình gạt xuống, thì bắt đầu điện áp nó sẽ tăng từ này ha anh em anh em coi cái 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 thông cái cái, cái cái led này nè, đó coi nè, nó điện áp bắt đầu tăng nè thì đồng thời anh em coi luôn bên cái đồng hồ đo điện của mình nè đó điện áp đang tăng lên nè ở đây là nó để là âm do là mình đang để ngược cực nè nó điện áp đang tăng lên từ từ hết anh em thì ở đây á thông số mình chọn á nó sẽ tăng điện áp lên tới, tới cái mức mà điện áp mà mình cài đặt đó thì nó tốn khoảng 2 phút ha anh em cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn ha nếu mà anh em cho nó lên mà gắt quá thì nó sẽ rất là khó chịu nha xài nó sẽ rất là khó chịu ok sau khi anh em muốn ngừng thì anh em chỉ việc gạt công tắc cho nó ngừng thôi đó. sau khi em gạt công tắc điện nó sẽ xả nó sẽ tự xả về không ha rồi ở đây là cái công tắc này gọi là công tắc đảo chiều nè anh em khi mình gạt qua đây nhìn nè đó mình gạt qua đây thì nó sẽ đảo chiều cái cái điện ha thì anh em anh em thấy nè là nó đã nó để có dấu trừ đây nè bây giờ thì mình đảo chiều lại thì nó sẽ không còn dấu ha thì tại sao phải đảo chiều thì video trước mình có nói rồi ha rồi anh em phải đảo chiều 10 phút có nghĩa là anh em ngâm 10 phút thì xong anh em phải đảo chiều lại anh em không cần phải tháo kẹp kẹp anh em giữ nguyên ngâm 10 phút và đảo chiều lại ha rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái sơ đồ nguyên lý cho anh em coi nè rồi giờ mình gạt thử chạy một lần nữa nè đó anh em thấy nó tăng lên từ từ không nó tăng lên từ 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 nó phải tăng từ từ vậy nha chứ mình nó mà không tăng từ từ vậy anh em đưa tay vào một phát thôi là giật bắn người luôn anh em sẽ không thể nào chịu nổi đâu và sẽ cảm giác rất là sợ khi mà mỗi lần mà mình thực hiện ngâm tay ha phải có mạch tăng hấp từ từ này mới được ok rồi nè rồi đây là cái sơ đồ mạch nguyên lý của của cái 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 cái, cái mạch cái, cái cái máy để điều trị game uh, uh gây mồ hôi chân tay ion của mình ha thì ở đây nè anh em cần phải có một cái mạch rất là quan trọng đó chính là cái mạch xl sáu đây là cái mạch tăng áp từ 5V cho lên cho tới là 42V thế ở đây nó để là 3V đến 48V để sảo thôi. Nó chỉ lên được khoảng 42V thôi anh em. Đó thì cái mạch này mình mua ở Shopee với giá khoảng 20 ngàn thôi anh em khá là rẻ ha Đó, đây là mạch bằng áp DC XL6009 ha thì nó còn có một cái loại mạch nhỏ hơn mini hơn rẻ hơn đó là cái mạch MT3608 nè mạch này thì nó tăng lên được khoảng 25V khoảng 25V thôi ha thì mạch này mình cũng có từng xài rồi mạch này thì thì nói chung là nó hơi yếu sinh lý đó anh em anh em xài thì một thời gian nó sẽ bị lần á mình sẽ cảm thấy nó không có phê ha thì anh em xài cái mạch XL6009 này nè, nó sẽ ấm phê hơn nha anh em, nó cho cái dòng đầu ra cao hơn cái điện áp đầu ra cũng cao hơn ha. Thì đó là cái phần mạch tăng áp. Rồi mạch tăng áp sau khi anh em có mạch tăng áp rồi thì anh em cần phải có cái mạch để tăng điện áp một cách từ từ ha thì mạch tăng điện áp từ từ là cái mạch này nè anh em. Đó, ở đây mình sử dụng con IC là lm 37 ha. Thì con IC này là con IC dùng để điều chỉnh điện áp DC ha thì điều chỉnh điện áp DC cho con này đó, thông qua cái chân số 1 của nó nè, chân ADG của nó nè. Thì nếu mà anh em nào không có học điện, không có học điện thì mình nghĩ anh em cố gắng nhìn theo sơ đồ này, mua các linh kiện cần thiết và ráp lại. ha Còn anh em nào học điện đó, thì có học điện thì mình sẽ phân tích sơ sơ để anh em hiểu về cái nguyên lý của cái mạch này ha. Thì đây mình cần có IC LM37 nè, một vài con điện trở nè, à, một con transistor BC557 một con tụ và một con diode thì á, cái mạch này nè nguyên lý hoạt động của nó á, là nó sẽ nạp điện cho con tụ này Nha. khi mà chúng ta bật nguồn lên á, nó sẽ nạp điện cho con tụ này thông qua cái biến trở 47 kg nè đó thì nó sẽ nạp điện cho con điện tụ này con tụ này sẽ nạp từ không cho tới cái giá trị mà đặt vào của cái đầu vào vi nè đó thì đồng thời khi con tụ này nó nạp từ 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 thông qua con điện trở 47 kg này nè thì nó sẽ nó sẽ dẫn nó đồng thời nó cũng sẽ dẫn cái con làm cho cái con BC557 này mở mở dẫn ha. Nó sẽ con BC557 này nó sẽ mở từ 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 cái chân E này ra nè. Thì điện áp ở cái chân ADZ này nè, nó cũng sẽ tăng lên từ từ từ. Thì điện áp ở chân ADZ tăng lên từ từ thì làm cho cái điện áp đầu ra này tăng lên từ từ theo. Đó thì đơn giản vậy thôi cái dụ bạn đặt vào 40V thì điện áp từ cái con này nó sẽ tăng lên tăng lên tăng lên tăng lên cho tới 40V thì nó sẽ mở con BC557 này và con BC557 này sẽ điều khiển con 37 này tăng lên thì ở đây á, để anh em anh em muốn thay đổi về thời gian mà tăng điện áp dần á thì anh em thay đổi hai cái giá trị là giá trị của con điện trở R2 này nè và con tụ điện này ha ở đây mình chọn là 47 micro và 47 ký thì thời gian để tăng lên đạt tới cái mức điện áp mà mình cài đặt á, nó tốn khoảng đâu đó 2 phút anh em anh em có thể um, thay đổi nó để để tăng giảm cái thời gian mà khởi động tăng thời gian tăng điện dần lên đó theo ý muốn của mình ha nhưng mà mình nghĩ là cái giá trị này nó rất là hợp lý rồi tại vì nếu anh em làm cho nó thời gian nó tăng hơi nhanh đó thì cảm giác khi mình ngâm tay nó sẽ rất là khó chịu đó anh em nó rồi ngoài ra thì anh em có thể điều chỉnh điện áp đầu ra bằng cách là anh em sẽ sẽ nối tiếp vào cái cái điện trở 47 kg R1 này nè. Nối cắt bỏ chỗ này ha, cắt bỏ cái đoạn mà nối từ R1 47 kg xuống max thay vào cái đoạn này bằng một cái con biến trở. Cái con mà cái con mà chiếc áp đó, anh em dặn dặn đó để anh em điều chỉnh được luôn điện áp đầu ra ha, hoặc là anh em điều chỉnh điện áp đầu ra từ cái mạch XL6009 ha theo mình á, thì anh em nên điều chỉnh những áp từ cái mạch in là 6009 sẽ hay hơn là anh em uh, cắt bỏ cái cái chỗ con r47k này và thay vào cái con biến áp ở cái con chiếc áp để điều chỉnh ha nó sẽ không hay lắm thì anh em điều chỉnh điện áp anh em sẽ điều chỉnh trên đây đi cho nó sẽ, nó sẽ dễ hơn ha anh em đó thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi nó chỉ có một vài thành phần thôi còn diode này thì con diode này không bỏ được nha anh em con diode này là con diode để xả điện cho tụ ha sau khi kết thúc cái quá trình mà mình 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 sử dụng đó thì mình tắt, mình tắt nguồn đi thì cái con diode này nó sẽ xả điện cho cái con tụ này. Nếu không có nó sẽ giữ điện mà nó không xả ha. Thì lần sau chúng ta quên đó, chúng ta bật lên một phát thì chúng ta đụng vô nó sẽ giật rất là mạnh ha. Đó, rồi thì ngoài ra anh em có thể thêm vào cái module hiển thị điện áp như băng như cái, cái 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 của mình làm đó để hiển thị cái điện áp đó rồi anh em có thể thêm vào công tắc đảo chiều công tắc khởi động đó là tùy theo anh em thôi vì cơ bản cái mạch nó chỉ cần có mạch nhân áp này và mạch tăng điện áp từ từ bằng con lm 37 này thì cái, cái 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 thiết bị của anh em nó đã hoạt động rồi ha nó đã hoạt động rồi nó đã có thể sử dụng được an toàn rồi ha đó thì anh em thích thì có thể thêm vào chế biến vào thêm ha đó rồi ok, như khi anh em sử dụng á, anh em chế tạo thành công, anh em sử dụng và nó có hiệu quả thì anh em nhớ để lại dưới comment để cho mình biết ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt, đừng quên subscribe nhé.